Thì thưa các bác là liên tục những cái video mà khách hàng mang đến tận cửa hàng ở bên em là những cái con âm ly. Ở ví dụ như hôm nay thì bác khách em bác mang con âm ly là PA 506G. Đây là cái hàng em nhấn mạnh các bác đây là cái hàng chính hãng của Jago các bác nhé, chính hãng của Jago và mang bác ấy mang đến đây để mà nâng cấp biến cái con âm ly này thành cục đẩy công suất À, thì thưa các bác làm à, nếu mà các bác theo dõi kênh của bên em thì các bác thấy là liên tục liên tục có những cái video như này và cũng như là cái lượng hàng mà gửi cho những cái khách hàng mà mua những cái con vang à, để mà nâng cấp mà biến cái âm đi thành cục đẩy công suất thì có rất nhiều những cái bác mà đã à, mua ở bên em để về nâng cấp âm âm đi thành cục đẩy thì à, với những cái thiết bị mà âm thanh ý, ở trên âm ly là chúng ta sẽ có hai phần thứ nhất đó là phần công suất khuếch đại có nghĩa là nó tương đương với cả cái cục đẩy công suất À, cái cách làm việc nó như cục đẩy công suất nó nó khuếch đại cái tín hiệu đây để đưa ra loa và thứ hai cái phần thứ hai của con âm ly đó là cái phần vế vang của con đi âm ly thì nó tương đương với cả một cái con vang cơ thì rõ ràng thì những cái âm ly đó là những cái hệ thống mà sản xuất lâu rồi thì so với cái con con vang cơ của con âm ly so với những cái hệ thống mà vang đời mới hiện đại bây giờ thì cái chất liệu âm thanh thì nó không hay bằng cũng như là nó không hiện đại bằng những cái con vang đời mới thì chúng ta vẫn vẫn muốn là sử dụng âm ly và chúng ta tận tận dụng cái âm ly và chúng ta muốn mà âm thanh nó hay hơn thì các bác sẽ có phương án là chúng ta sẽ mua một con vang vang đời mới cao cấp hơn hiện đại hơn để các bác sẽ thay vào con âm vang của con âm ly để chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh nó hay hơn và và thưa các bác là rất nhiều những cái bác thắc mắc là ví dụ như là đây là con âm ly ra gua hàng xịn chính hãng à, mua rất là đắt tiền và ví dụ như là các bác bảo là ví dụ như con âm ly này trị giá nó tầm 15 17 triệu thì tại sao không bán con âm ly này đi để mà mua một cục đẩy công suất mới cả mua một con vang thì với cái số tiền 15 16 triệu thì các bác có thể là thừa tiền các bác mua mua một con vang mới cả mua một cục đẩy công suất thì tại sao không làm như vậy thì các bác phải lưu ý hộ em là thứ nhất là ở trên cái âm ly ấy, thì cái công suất của âm ly nếu mà các bác vẫn sử dụng con âm ly đấy mà sử dụng kéo những đôi loa ba loa mà à, bát bát 20 bát 20 hoặc là bát 25 mà đặc biệt là sử dụng những cái dòng bát 20 ấy, thì cái công suất âm thanh có nghĩa là cái vế khuếch đại của con âm ly ấy, nó rất phù hợp với những cái dòng loa bát 20 thì cả, cả các bác bán con âm ly đây mà các bác mua cục đẩy thì các bác cái âm thanh của cục đẩy nó không thể hay bằng âm thanh của cái với công suất của con âm ly. Đấy thì âm thanh của công suất của âm ly thì nó nghe nó vẫn mềm mại hơn và nó âm thanh nó vẫn hay hơn. Còn cục đẩy công suất thì mặc dù là công suất nó rất là khỏe nhưng mà các bác lắp vào những cái dòng mà loa bass 20 thì nó không hợp lý, âm thanh nó không thể mềm mại như là âm ly. Thì đấy là trong cái trường hợp mà các bác tùy vào phương án của các bác để các bác xử uh, uh, trí như nào đó cho nó phù hợp. Ví dụ như là các bác muốn mà nâng cấp cả âm ly mà nâng cấp cả loa lên loa mà các bác muốn lắp loa bass 30. thì lúc đấy thì em lại khuyên các bác là các bác lên bán con âm ly đi, đi và mua cục đẩy thì cục đẩy nó kéo những cái loa bát 30 thì âm thanh nó sẽ hay hơn là âm ly và trong cái phương án này là bác khách là vẫn sử dụng cái vế công suất của âm ly để mà âm thanh đưa ra loa nó mềm mại và chỉ thay cái vế vang của âm ly bằng một con vang đời mới hơn cao cấp hơn hiện đại hơn để âm thanh nó hay hơn và con vang ở đây thì em đã giới thiệu cho các bác là cái con vang KM330 Pro Nếu các bác theo dõi kênh của bên em thì cái con này là cái con bán chạy nhất thì em nhấn mạnh là tại thị trường Việt Nam em nói rõ là các bác là tại thị trường Việt Nam các bác nhé thì bên em là một cái bên đại lý phân phối và chuyên bán những cái thiết bị âm thanh thì rất nhiều những cái bên mà cung cấp những cái thiết bị âm thanh à, phân phối những cái thiết bị âm thanh thì có liên hệ với bên em để mà chào hàng thì bên em đã tiếp xúc được rất nhiều những cái dòng vang khác nhau ở trên thị trường Việt Nam thì à, à, em đánh giá hai cái mã vang đứng đầu tại thị trường Việt Nam đó là hai cái mã đều đến từ nhà hãng là DB tích đó là con vang cơ lai like số là mã của nó là con KM330 và đồ và cái mã thứ hai là cái con KM350 Pro ở đây thưa các bác nhé em cũng đưa một cái con KM350 Pro V2 này là Đây là cái phiên bản mà nâng cấp mới hơn Nhưng mà với cái phiên bản này thì với cái giá bán à Giá nhập và cũng như là giá bán thì nó sẽ bằng giá cái con 330 Pro Nhưng mà để mà hiệu quả âm thanh nó hay và dễ sử dụng Thì em vẫn cứ khuyên các bác là lên sử dụng con KM330 Pro Để chúng ta sẽ có một cái chất âm hay và cái cách sử dụng nó đơn giản nhất à Thì cái con KM350 Pro thì nhìn cái kiểu dáng thì nhìn trông nó hiện đại hơn Nó đẹp mắt hơn con này Nhưng mà em khuyên các bác là lên sử dụng con này để chúng ta sẽ sẽ có một cái cách sử dụng nó đơn giản và hiệu quả âm thanh nó sẽ tốt hơn đấy thì các bác lên sử dụng cái con KM330 đầu đầu đứng đầu tại thị trường Việt Nam em nhấn mạnh là đứng đầu thị trường Việt Nam thì cái sản phẩm này là sự kết hợp của vang cơ là nó dễ chỉnh như vang cơ dễ sử dụng như vang cơ và like like số ở đây là con này thì âm thanh nó chuyên nghiệp như vang số vì cái chip xử lý âm thanh ở bên trong thì nó sử dụng cái chip số thành ra cái tốc độ xử lý nhanh và âm thanh rất là hay và ở đây thì em đang lắp với cả con âm ly này và các bác thấy là cái âm ly này em đã biến thành cục đẩy công suất và tất cả những cái chiếc áp em vặn về không hết vì những cái chết áp của con vang này bây giờ chúng ta không sử dụng nữa chúng ta lược bỏ đi à, chúng ta lược bỏ đi chúng ta không sử dụng nữa và toàn bộ bây giờ chúng ta sẽ sử dụng ở trên cái con vang này hơn thì em sẽ lấy một cái usb là cái bài nhạc ở bên trong cái usb này thì nó sẽ không có bản quyền thì em sẽ bật nó sẽ dài hơn để các bác nghe ở phần âm thanh ở đây đây các bác nghe ở âm thanh nhé tất cả chế độ là âm thanh mộc và đang đọc ở chế độ là usb này đây các bác nghe ở phần và cái đôi của bên chu sao này là giá 10 triệu đồng có tất cả là bốn loa hai đôi các bác nhá với các con đờ, âm ly này là âm ly bốn kênh và bây giờ là, là biến này cũng đẩy này các bác này không sử dụng chiếc áp này nữa đấy chiếc áp này là vô tác dụng con vang này là vô tác dụng nó chỉ có đèn nháy và cái với công suất hoạt động thôi và toàn bộ là xử lý âm thanh là trên con vang này hết Âm thanh thực tế thì nghe bằng tai thì âm thanh nó còn hay hơn rất là nhiều Và cụ thể ở đây thì em sẽ hỏi cái bác khách này là cái chủ đơn hàng của cái con âm ly này các bác nhé à, Con âm ly này Thì uh, chú ơi Cháu hỏi chú là uh, như thế này uh, Chú đợt trước là chú mua con âm ly này bao tiền nhỉ? Mua 9 triệu 9 triệu mà cả bao nhiêu lâu rồi? Con này âm ly này của chú cũng dùng tương đối lâu rồi Năm 2018 Năm ừ. 2018 Mà ấy thì đến bây giờ nó khoảng bao nhiêu năm nhỉ? 18 23, 55 Đấy, tầm khoảng 55 rồi các bác nhé 55 mà cái giá trị lúc đấy là chú mua tầm khoảng 9 triệu đúng không 9 triệu mà bây giờ quy ra tiền bây giờ thì cái giá trị đồng tiền bây giờ nếu mà trượt giá thì bây giờ cái giá trị nó cũng phải tầm khoảng 15 16 triệu nếu mà nếu mà tính trượt giá đúng không nó phải nhiều hơn nhiều hơn nhưng mà mình cứ tính hao hao nó cứ tầm đấy đúng không giá trị đồng tiền nó phải tầm đấy thì có nghĩa là nếu mà so với giá trị đồng tiền thì các bác lâm ly này thì bây giờ là giá trị nó tầm khoảng là trên 15 16 triệu Đấy. Và đây các bác thấy là nó đây là lưu ý cho các bác đây là cái hàng chính hãng của gia vua nhé không nhiều bác bảo là cái con này là hàng nhái. Vì cái con PA506G này nó không có hàng nhái ở trên thị trường, toàn bộ đây là hàng chính hãng các bác nhá. Hàng chính hãng hãng của gia vua luôn. Đấy thì uh, bây giờ chú ý đã uh, không sử dụng cái vế vang nữa mà sử dụng cái con vang làm ngoài. Và ở đây thì cháu đang ở để ở chế độ là âm thanh mộc ở đây và chú nghe cái âm thanh ở đây thì chú thấy là, là như thế nào? Chú thấy là theo cái âm thanh mộc ở đây thì chú nghe là rất là tuyệt vời hơn hẳn là cái mình để cái chế độ của cái âm đi trước. Vâng, có nghĩa là khi mà lắp vang vào thì nó sẽ hay hơn là khi mà chúng ta để ở cái âm đi không không thương lắp vang, đúng không? Hiệu quả là âm thanh nó hay hơn. Thì không cái gì thực tế bằng là khách hàng là chú ấy đã mang đến tực, trực tiếp đến cửa hàng. Thì các bác lưu ý hộ em là khách hàng ở đây thì mọi người đến với em thì có quyền lựa chọn. Nếu mà em lắp cái con vang này vào mấy con âm đi mà âm thanh nó không hay hơn thì chắc chắn là các bác sẽ không mua con vang này. Đấy và các bác vẫn sử dụng con âm ly này. Đấy chứ không không tội gì mà nếu ví dụ lắp vào mà nó không hay hơn mà chúng ta lại tốn tiền chúng ta mua thêm con vang làm gì. Con vang này là tầm khoảng dưới 3 triệu đồng các bác nhé Và bây giờ là cái quan trọng hơn này, âm thanh nó đã hay hơn nhưng mà quan trọng nhất nữa là cái tiếng mic nó cũng rất là ngọt ngào. Ở đây em sẽ thử cho các bác tiếng mic và tiếng mic ở đây em vẫn cứ để ở cái chế độ là âm thanh mộc hết các bác nhá. Đây em sẽ tăng cái tiếng mic lên. À lê. đây em sẽ tăng một chút nữa. Khi mà chúng ta vặn tiếng mic thì chúng ta vừa alo và chúng ta vừa tăng cái chiếc áp của mic lên. 6. À lê. Đây em tăng một chút nữa. 6, sáu bảy một các bác nghe phần tiếng mic ạ à? sáu à, tiếng mic rất là nhạy tiếng và rất là thoát tiếng các nhé à, 6 tiếng mic ở đây thì cái độ nhạy rất là cao và tiếng ấm rất là tốt và tiếng trung và tiếng chép thì rất là rõ tiếng ở đây thì chú hộ cháu chú alo xem là chú thấy là cái tiếng mic là như thế nào alo sáu bảy một alo alo nói chung là mic là rất là bắt rất là, 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 là nhạy và rõ tiếng vâng 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 đấy thì thưa đấy các bác đấy là cái chính khách hàng chú ấy đang có điện thoại đấy thì đấy là chính cái lời phát biểu của khách hàng các bác nhé không cái gì thực tế bằng khách hàng mang đến tận nơi nhìn tận mắt nghe và tận tai và cuối cùng là là chốt đơn là sẽ lấy thêm lắp thêm con vang vào đấy là điều quan trọng các bác nhé thì chúng ta khi mà chúng ta lắp thêm cái con vang đời mới hơn cao cấp hơn cái con vang của âm đi thì chúng ta sẽ rõ ràng chúng ta phải có một cái hiệu quả âm thanh nó tốt hơn và cái chế độ sử dụng nó sẽ thông minh hơn hiện đại hơn và nhiều tính năng hơn các bác nhé và các bác hãy ủng hộ và giúp đỡ bên em bằng một cách rất là đơn giản, đó là trên điện thoại di động cũng như là trên máy tính bảng hoặc là trên tivi thì các bác sẽ mở cái ứng dụng YouTube lên và trên cái thanh tìm kiếm của ứng dụng YouTube thì các bác sẽ tìm kiếm cái kênh của bên em bằng số điện thoại là 0988646683. Sau đó thì các bác sẽ ấn vào tìm kiếm. Thì ngay lập tức thì nó sẽ xuất hiện lên cái kênh của bên em thì trên đây thì các bác sẽ xem được một loạt những cái video em giới thiệu về những cái sản phẩm những cái thiết bị mà âm thanh cũng như là chia sẻ hướng dẫn các bác về cái cách sử dụng cũng như là đấu lối những cái thiết bị mà âm thanh thì các bác hãy ấn vào phần đăng ký kênh để đăng ký ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em thì cái việc đăng ký kênh ở đây là hoàn toàn miễn phí nó không mất bất kỳ một cái chi phí gì của các bác và để mà ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em nhiều hơn thì các bác có thể là lấy điện thoại của người nhà hoặc là bạn bè của các bác để các bác đăng nhập vào kênh và ấn đăng ký ủng hộ kênh của bên em các bác nhé. Em rất cảm ơn các bác đã theo dõi video và em xin chào các bác ạ.